Nó là Trúc Đỉnh để dẫn chứ ở bên Kinh Kim Cang, và nói về Đức Thầy đúc trong các luật các kinh, lời Đức Thầy nói coi nó có giống hay không, về cái minh tệ đó coi đi nghĩa là nó trúng hay là không. Thì thưa toàn thể quý đức vị, ở đây bắt đầu trong Kinh Kim Cang á, thì nó có 32 phần. Phần thứ năm, Phật cáo Tu Bồ Đề Phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhược kiến chư tướng thi tướng tức kiến Như Lai. Phật dạy ông Tu Bồ Đề rằng phàm việc chi có hình tướng đều là sự huyễn, sự dối. Nếu thấy cái tướng nào không phải tướng á, thì là thấy Phật Như Lai. Bởi Phật không chịu hình tướng, không bày biện, cứ không ngơ là quý. Vậy thì hôm nay là Đức Thầy của chúng ta rút trong các lượt các kinh, Đức Thầy chúng ta nói tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp, cho đời hiểu rõ lý chân không. Đức Thầy của chúng ta đó là dạy của chúng ta là tu giải thoát thì phải hiểu rõ lời của Phật nói là cái lý chân không. Để mà chúng ta tu theo cho đúng, Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì ta khá dân lời. Cần nhất là người tu phải giữ giới luật hàng ngày. Thưa toàn thể quý điệp vị, ở trong cái bộ Kinh Kim Cang trong cái phần thứ ba đó, Phật dạy đó, Tu Bồ Đề Nhược Bồ Tát, hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nếu Phật Bồ Tát mà còn ngã tướng là lòng tham, nhân tướng là lòng sân giận, chúng sanh tướng là lòng si mê bất thông, thọ giả tướng là lòng mình thái đắm xa, thì không phải là Phật Bồ Tát, gì trong lòng không muốn điều ấy. Cho nên Đức Thầy cũng như chúng ta nói, trước tiên có lời chúc phúc với quý vị khán giả gần xa kính mến, một ngày mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý, đạo quả viên thành. Kính thưa quý vị, hôm nay có nhân duyên được các cao niên của trong tôn giáo, cũng là trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, các đồng đạo cao niên có ghé thăm Quỳnh Nam Việt, thì sẵn tiện đây để muốn học hỏi thêm về vấn đề giáo lý cũng như là cách tu hành của các vị. Thành thử ra trong những tháng vừa qua có hiện tượng nóng trên mạng là ông thầy Thích Minh Tuệ, gọi là nhà sư Thích Minh Tuệ, mà được nhiều người quan tâm, nghĩa là có phần ưu ái vậy. Xin nhưng mà mới nghe tin tức gần đây thầy Thích Minh Tuệ đã bị nghĩa là khống chế hay là bị mất dạng, thì hôm nay có sư, xin hỏi sư thứ mấy nãy nói quên rồi, Quỳnh Úc cho biết hạnh tu của sư Thích Minh Tuệ cũng như giáo pháp nhà Phật như vậy là có đúng với cái chân truyền của chánh pháp của ngày xưa của Đức Phật là để ra hay không, xin mời Quỳnh chia sẻ nha. Kính thưa toàn thể quý đức vị hiện diện kính mến, cái chân lý đạo Phật thì rất là cao siêu màu nhiệm, nền chân lý ấy là một cái cây đuốc sáng đưa đường chỉ lối cho tất cả chúng sanh ra khỏi cảnh tối tăm mê muội. Nhưng hiểu rõ được chân lý ấy là một việc khó, và thực hành cái chân lý ấy là một việc khó hơn, huống chi căn trí của chúng sanh không phải đồng một thể, có hạn thì thông minh siêu quần sức chúng, có hạn thì tối tăm mê muội đến đổi không nhận được một lời nói tầm thường. Giả lại nghĩ lực tinh thần của mỗi hạng cao thấp khác nhau, thì làm sao mà thực hành theo diệu lý chân như của Phật để đạt đến kết quả yên vui cho được. Bởi tấm lòng từ bi vô lượng muốn cứu vớt tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh tử luân hồi, nhưng trải 49 năm thuyết pháp độ sanh, Phật đã dùng đủ phương tiện, có quyền, có thiệt, có đốn, có tiện, tùy theo căn cơ của mỗi loài mà nói ra trong vô lượng pháp môn. Trong 84.000 pháp môn, ai tu theo pháp môn nào cũng có thể đạt đến quả vị Bồ Đề được cả. Chưa toàn thể quý đức vị, thì hôm nay thì tôi cũng chia sẻ một không bài biện cứ không ngơ là quý. Vậy thì hôm nay là Đức Thầy của chúng ta rút trong các lượt các kinh, Đức Thầy chúng ta nói tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp, cho đời hiểu rõ lý chân không. Đức Thầy của chúng ta đó là dạy của chúng ta là tu giải thoát thì phải hiểu rõ lời của Phật nói là cái lý chân không. Để mà chúng ta tu theo cho đúng,
Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta làm theo cách mấy, thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì ta khá dâng lời. Cần nhất là người tu phải giữ giới luật hàng ngày. Thưa toàn thể quý liệt vậy, ở trong cái bộ Kinh Kim Cang trong cái phần thứ ba đó, Phật dạy đó, tu Bồ Đề Nhược Bồ Tát, hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, tọa giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nếu Phật Bồ Tát mà còn ngã tướng là lòng tham, nhân tướng là lòng sân giận, chúng sanh tướng là lòng si mê bất thông, tọa giả tướng là lòng mình thái đắm xa, thì không phải là Phật Bồ Tát, gì trong lòng không muốn điều ấy. Cho nên Đức Thầy cũng chúng ta nói tham sân si giải, rút trong các luật các kinh. Ở đây để chúng ta nói ở trong cái kinh rồi nói về Đức Thầy rút trong các lễ cái kinh để kết luận cái vấn đề tu đúng và ai tu sai. Sau khi này đã là kết luận đó. Bởi vì đó là không tâm, còn giải về không thân, không việc đời. Ở đây đó thì tức những trong cái phần 26 đó thì Phật dạy đó, nhĩ thời thế tôn như thiết cậy ngôn dược dĩ sắc kiến dĩ âm thinh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng chí như lai. Như vậy thì nếu người tu á, mà theo cái hình tướng á, sắc đẹp đã tai nghe âm thinh á, mà nhiễm á, thì sai, thì sai. Thì Đức Thầy của chúng ta đó thì rút ở trong cái luật căn đó, nhãn nhĩ chỉ thiệt thân ý, mà Phật nói chỉ có hai căn à. Hai căn đó là đầu dọc cái con mắt với cái lỗ tai đó, còn mấy cái kia đó là thân thọ ý đó, là tiếc là ăn theo. Nếu con mắt dòm á thì nó là cái tâm mình chạy theo, cho nên nghĩa là Phật dạy hai căn thôi, hàng buộc hai căn thôi đó. Cho nên nghĩa là nói về cái vấn đề luật căn đó, Đức Thầy chúng ta rút trong các luật các kinh ở đây để tìm hiểu rõ để chúng ta tu cho nghĩa là nó đúng. Còn phần thứ 32 là tức như là không việc đời, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diệt, như điển ưng tác như thị quang. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hết thảy các pháp đều lặng lẽ không, không cũng là các pháp cũng là đi đến cái chỗ mà không tới không cái có cái hình tướng. Nếu chúng ta tu mà theo hình tướng á thì tất nhiên là chúng ta tu sai theo nhà Phật. Ai muốn giải thoát thì phải nghĩa là không đi cái chỗ không hình tướng. 32 phần. Còn ở trong cái phần thứ 18 đó, Phật có dạy bỏ ba cái lòng vọng tưởng, chớ quán cừu mong ước việc chưa tới. Phật nói tu Bồ Đề quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là Phật nói không nên chớ nhớ chuyện đã qua, còn hiện tại bây giờ thì không nên vọng tưởng, nó sẽ đến, đừng mơ ước, phải để cái tâm cho thanh tịnh thì không tội, mới đặng theo Phật Như Lai. Phải không? Chứ mình mà là theo Phật mà cái tâm của mình nó lộn xộn hoài, rồi họ theo danh lợi tiền tài vật chất hoài là cái này là đi ngược cái chiều với cái nhà Phật rồi. Cho nên nó không có đúng. Cho nên ý vậy. Cho nên người ta thường thường khi đó vật giả chiến tranh đó, người ta đó, người ta nghĩa là dùng nghĩa là binh tướng đông, còn cái này Phật không có dùng binh tướng. Không có dùng binh tướng. Đó. Trong cái phần 18 á, Phật nói á, tức nhiên là bất thủ ư tướng như bất động, nghĩa là không dùng binh tướng mà chơi chợ chẳng động lòng. Phải không? Ý nói nhà Phật á, Đức Thầy có chúng ta nói á, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường lão đức bước đi tùy nấc, mà ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, thải bền lòng chặt nẻo xác đinh, ráng kim trữ bất tranh bất diệt. Nếu chúng ta tu đề thì kết luận lại đây, rút ở trong kinh và Đức Thầy của chúng ta dạy đó, thì mình tu phải cần giữ giới được. Mà ông Thích Tinh Tệ này đó, ông tứ đại giai không, ông tu đúng theo cái nhà Phật. Còn nếu mà chạy theo hình tướng đó thì không đúng theo nhà Phật đâu quý vị, không đúng theo nhà Phật. Vậy chúng ta nếu mà cảm thấy rằng chúng ta đi sai phải chỉnh lại, sửa lại đó, nó mới được. Cái thời kỳ cái buổi hạ nguyên này nó sẽ sắp hết, đến cái đời thượng nguyên thượng. Cho nên cũng như là ở trên đó, các ngài xuống để chi? Để đặng thất tỉnh chúng sanh trở lại, chớ tu nhưng mà theo danh lợi tiền tài vật chất quá rồi làm sao mà tu giải thoát được. Muốn giải thoát phải buông bỏ quý vị ơi. Mà Đức Thầy của chúng ta đã nói đó, dương trần kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù danh lợi xê sang,
cờ đà đến nước bất an mà chẳng lo tu niệm mà tham gian làm gì? Hay là ngày nay thế cuộc đổi xây ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, mãn theo danh lợi ấm o, sẵn của hát hò đứa ở thì anh. Hay không? Mình đưa, nếu mà mình đi sai với cái chân lý của nhà Phật đó, mình sống ở trong cái tà rõ ràng luôn chứ không có nói gì hết trơn á trời. Mình đi ở trong cái giới luật của nhà Phật, Đức Thầy mình dạy rút trong các luật các kinh thì nó đúng ở trong cái nhà Phật đó, thì mới có thể mình mong mình có thể thành đạo cứu vớt ông bà cha mẹ của mình. Mình cứu vớt mình rồi mình mới cứu vớt ông bà cha mẹ mình được, nếu mà mình không được rồi mình cứu vớt ai? Cho nên cô bán già anh em dòm hay cái này để chúng ta để ý, để nếu chúng ta có đi sai chúng ta chỉnh lại cho nó đúng. Bởi vì là nếu tà sanh thì phần não giấy mà tránh đến não phiền tan, chánh tà điều không dụng mới thanh tịnh tiếng nét bàn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ là yếu tố nhất của chúng ta, nên cho nên chúng ta nghĩa là phải ráng là làm sao mà kinh nghiệm tu qua cho nó đúng. Vậy thì hôm nay cái đề tài này là tôi đã nhắc lại ở trong kinh Kim Cang và Đức Thầy của chúng ta rút trong các lực các kinh. Nếu ai muốn giải thoát thì phải Đức Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta làm theo cách nấy, thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gìn chánh đáng người ta phá. Cá dân ngài là phải ráng tại và phải lo tu cho đúng. Nếu chúng tu không đúng nó uổng quá cô bác và anh chị em ơi, cái cuộc đời nó sẽ hết. Tới đây thì cái đề tài rút qua trong các luật các kinh và Đức Thầy của chúng ta. Kính thưa huynh Úc, hiện nay thì thầy Sư Minh Tuệ nghe cái nguồn tin nói là đã mất tích, và theo nhiều người nhận định thì nói là Sư Minh Tuệ là Bồ Tát, nghĩa là đang hiện thân của Bồ Tát và hạnh của Bồ Tát, vậy có đúng không? Dạ. Yeah. Và có ai đang phá Sư Minh Tuệ mà để mà không còn có mặt như hiện nay? Như vậy là xin huynh Úc cho biết cái cảm nghĩ huynh Úc và nhận xét như thế nào về thầy Minh Tuệ. Kính thưa quý vị, vậy bây giờ ông Sư Minh Tuệ đó thì ông đi cái hạnh đầu đà của nhà Phật, cho nên á ổng đi đó đúng á, ở trong cái chỗ cái chánh mà nhiều khi á người ta không thích, người ta hại Thích Minh Tuệ, chứ nó sự thật ra là Đức Minh Tuệ là đi đúng chân. Nếu nó nói á thì tất nhiên là cho nó rõ hơn, đó là Thích Minh Tuệ là Bồ Tát chứ không có phải là thường. Bởi vì á ở trên vận chuyển xuống, chứ không có ai mà trong nước này là một người mà tu khổ hạnh theo cái hạnh đầu đà như vậy, đâu có ai đâu, chỉ có một mình ông Thích Minh Tuệ thôi. Trời Phật khiến cho để xuống cái buổi hạ quân hạ này, tất nhiên là sắp hết để cho chúng ta nghĩa là tu sửa lại. Mình biết mình đã đi sai, mình phải sửa lại gấp với cô phát dạng vậy. Nên Thích Minh Tuệ là đi đúng theo chân lý nhà Phật. Hồi nãy tôi đã dẫn chứng trong kinh Kim Cang và Đức Thầy của chúng ta cũng là có dạy đó. Khi Đức Phật đắc đạo thì thuyết về tứ diệu đế, nghĩa là đi theo cái là khổ tập diệt đạo. Thì trong cái bát chánh đạo này đó là Đức Phật thuyết cho năm nhân nghèo trần dư là giải thoát đó, quý vị. Thì như vậy là Thích Minh Tuệ đó là một cái gì Bồ Tát chứ không phải thường. Để xin phép hỏi ông Út cái này nữa, ông Út bây giờ có số người ta phản ảnh nói đạo này lên sao mấy ông nói thiên cơ quá à. Mà tôi thấy hồi trước tới giờ như hồi Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Trùm, Bổn Sư, Sư Giải và Đức Thầy của chúng ta, mà hình như trong đó là Đức Thầy nói cơ nhiều quá, như vậy là mình có phép được nói hay không? Rồi Đức Thầy thì ra giáo lý như thế nào? Hay hoặc là tôi thấy có một cái bài của bác Giặc Lan đó, bác Giặc Lan nói là ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, bát môn bích ngọc ẩn minh trong, giặc y đa giáp kim khê báo, lan thấy cận trường chớ chẳng không, dài xuống là trong 8 câu này. Như vậy là cái này có phải cơ không ông Mốt? Rồi bây giờ ông giải dùm 8 câu bác Giặc Lan dùm cho nghe con Mốt. Xin cảm ơn Mốt. Dạ kính thưa thằng thầy quý đức chị, rồi hỏi 8 cái câu khoáng thủ của ông bác Giặc Lan. Tức như là
ông Bác Giặc Lan ẩn sĩ Quy Điền. Ở đây trong cái tám câu này tôi xin thưa giải, nếu có sai quý vị cũng quan hệ. Ông cấm diệu quyền khám Việt Lâm, chứ cái ông cấm á tiếng dương là ông cũng có đi dưới Bác Giặc Lan, có đi dưới rồi ông khám hết trơn rồi. Ở dưới là cái lòng núi là ông biết hết trơn, lên ông nói hết trơn hết trọi à. Ông cấm diệu quyền khám Việt Lâm, rồi là Bát Môn, cái Bát Môn là tám cửa, Bích Ngọc ẩn bên trong. Cái Bích Ngọc là tất nhiên là cái vật quý đó quý vị, như vàng, bạc, pha lê, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não đó, quý vị ơi. Thẳng thẳng ở dưới đó, ông đã nói đã rõ ràng hết trơn đó. Vật y đa giác, kim khai báo, cái mão đó áo bằng vàng đó quý vị. Áo mão bằng vàng đó, kim khai báo là áo mão bằng vàng đó quý vị ơi. Ổng lên ổng nói nữa, làng thấy tận tường chứ chẳng không, ổng xuống dưới ổng thấy hết trơn, lên ổng nói cho mình nghe hết trơn. Ẩn khác, ẩn khước từ quan trời lĩnh chánh. Cái ẩn khước này đó là tất cả đó, ở dưới đó nó là dầu cao thấp đi chăng nữa trời lĩnh, ẩn khước từ quan là để trời lĩnh, trời lĩnh chánh. Rồi sĩ hiền hoài giọng luống trời trong. Ở đây cái người tu của chúng ta đó thì tức như cái người làm hèn đó vẫn trông chờ, trông chờ hoài đó phải quý vị, lún chờ trong. Quy hoàng nam bắc niên canh kỹ, cái quy hoàng là tất nhiên là cái đời thượng quân thánh đức, mà thường thường cái lễ này lễ kia là mình thấy nó lớn phải không, nhưng mà cái này đó là quy hoàng, là quý vị thấy một cái đời thượng quân thánh đức mà lòng lưu cấm, mà có thể rằng đó là có vàng bạc rồi này kia, mà sau khi này á nó trở thành một cái vấn đề là đền vàng điện ngọc của vua chúa, thì cái này nó quý là biết bao rồi phải không quý vị? Dạ, xin hỏi ông Út, như vậy đó là ông kể rõ dùm quy hoàng năm bắc nguyên kinh kỹ điểm thái dắt dương giáp đất ông đó, là bây giờ kể rõ cái đó ông Út. Đúng rồi, cái quy hoàng nam bắc nguyên kinh kỹ đây hồi nãy cho nói quy hoàng là cái chuyện lớn lao, lớn lao của cái đời thượng môn mà đức thầy dạy đạo đi lập đời đó, thượng môn quy hoàng nam bắc là nói về miền nam và miền bắc. Niên canh kỷ, niên là năm, chỉ canh kỷ, giáp ất, bính đinh, mậu kỷ, canh tân, năm quý, cho nên mậu là mậu, giáp ất, ất là ất kỷ, giáp ất là ất kỵ, bính đinh, chữ bính là bên gần cái đinh á, đinh gì cái tuổi của đức thầy, đinh mùi, bính đinh là cái đinh mùi ở trong cái dòng đó, nhưng mà mình nói thoáng ngang thôi chứ mình không có nói lộ hung, nó cũng gần đây thôi, nhưng mà không có lộ hung. Quy hoàng nam bắc niên canh kỹ, điền phá chức dương giáp ất ông, chứ điền là ruộng vườn nên là phá hết không có còn. Giáp ất ông chỉ giáp là gì, giáp và giáp hình ất thì ất kỵ. Dạ, xin hỏi ông Út, như vậy là ông kể qua cái tấm câu thơ của Bác Giặc Lan cũng quá hay rồi. Như bây giờ nói với lòng núi ông cấm là Bác Giặc Lan xuống lòng núi ông cấm, mà đức thầy có nói là rừng lâm cây đá thấy ngày nay bà ruột năm non có các đài, thì thế nên như vậy là đức thầy có nói là bây giờ bạc lộn với chì nữa, sao lọc lại dứt tì cũng chơi. Nhờ ông giải nghe cái chỗ là bây giờ lọc lại dứt tì cũng chơi, giờ cách tu như thế nào mà lọc lại đâu Út, nhờ ông Út nói nghe cái đoạn đó không Út. Bây giờ đức thầy dạy của chúng ta dạy đạo để lập đời, nếu chúng ta tu á mà đúng theo cái giáo lý của đức thầy dạy chúng ta đó, thì chúng ta còn cái gì, nếu chúng ta đi sai thì chúng ta không còn, phải không đó. Cho nên nghĩa là nếu mà chúng ta đó mà đi trúng á, thì trong cái nó trong đó nó có cái thành phần tới cái năm dạng làm người, làm thần, làm thánh, làm tiên, làm phật. Cái dạng này, năm cái dạng này, nếu trúng cái dạng nào thì vô được.
Nếu mà chặt rồi nữa sao lọc lại dứt thì cũng dê. Ví dụ như cái nhân đạo rượu chè cờ bạc á, thiện chơi bời theo đằng điếm, mà bây giờ mình còn uống rượu mình chơi bời cờ bạc thì tức ngay là dứt thì rồi. Nữa đâu có mặt để mà giữ cái hội. Đó. Còn cái trung với cái hiếu thì bất trung. Đó. Bất trung thì bất hiếu, thầy dạy không nghe thì tất nhiên cái này cũng đâu còn. Còn nếu mà thí dụ như là cái tiên là thập thiện, 10 cái điều ác, nếu 10 điều ác của mình trong đó mà mình sai ra một cái điều nào đó là dứt tị rồi. Dứt tị, nó từ dưới lên trên, vậy. Nhưng mà có một cái là thí dụ như là mà nếu ở trao mặt cao mà phạm chút vĩnh thì cái dưới này nó còn mà ở dưới phạm rồi thì luôn. Nửa sau này thành bùm thành tịnh, thành cây đá trơ trọi giữa trời dặn tiếp thu á quý vị. Rồi chúng ta cũng nói vậy, phải tu và thu cho đúng theo lời Đức Thầy nói. Còn là những cái vấn đề mà thiên cơ rồi nè thầy cổ đó, thì có nhiều khi anh em á cũng lên mạng cũng bác vấn đề thiên cơ. Cái thiên cơ là cái đó là một cái cần cho mình phải hiểu để tu gấp mà. Cho nên Đức Thầy nói trong bá tánh muốn nơi cao quý phải sưu tầm quyền bí nơi cơ, từ sáng kinh cho đến thi thơ, trong lúc mấy nhiều nơi trọng yếu, hay là kể dưới giảng ra đà bốn cuốn mà ít có người khám rõ cơ quyền. Đức Thầy trách đó, ta là Đức Thầy đã dừng tay chờ đợi lĩnh thiên Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Đức Thầy mình dạy mà lại sao không biết. Hay là những khám truyền xưa của Phật Thầy dân gián kiếm truy ra mà biết, chưa để lại nhiều câu thẩm thiết mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nó rất não nồng, câu hữu lý bá tầm khó sánh. Dạ, thì bây giờ quý vị đó là cái vừa qua đó thì hỏi ông, người ta cũng có số người ta bác thiên cơ. Nhưng mà tôi nãy tôi có hỏi đó, từ Đức Phật Thầy Tây An, Phật Trùm, rồi Bổn Sư, Sư Giải, rồi tới Đức Thầy chúng ta, tôi thấy là cơ rất nhiều. Và nếu hôm nay Đức Thầy viết ra giáo lý để làm gì, cũng như bây giờ ông giải dùm cho nghe cái chỗ này. Cũng như trong quyển nhỏ một đó, mà trong quyển nhất đó mà thầy nói hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, đổi dời là đổi dời như thế nào, mà bây giờ như vậy là mình có được nói hay không, thầy viết thì mình có quyền nói hay không. Dạ, nhờ Múc nói cho biết Múc. Dạ, bởi vì cái thiên cơ này đó là tất nhiên là Đức Thầy dạy mình nói mình hết trơn nha quý vị à. Giải trừ hết trơn đặng ở đây cho mình biết rằng mình tu lẹ, tu mau, tu nhanh và nghĩa là tu gấp. Chứ nếu mình không biết là mình tu nó giải đãi lắm. Cho nên Đức Thầy thúc mình nó cũng là gần tới là cũng như là nó đã là sát một bên rồi. Đó, mà tại vì mình hờ hỏng quá cho nên nó nói thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh này chẳng ưa điên khùng. Nói ra thì không ai ưa. Đạo Phật giáo, mình đạo Phật giáo hòa hảo thì mà phải tin cái lời thầy. Đó, thiên cơ đạo lý là phải tin. Hai cái điều này là phải tin chắc chắn, mình tu nó mới tin chắn được. Nếu chúng ta hai bên mà chúng ta ngã một cái bên nào rồi đó thì tất nhiên ta là giải đại. Giải đại. Hai cái đạo lý thiên cơ này phải hiểu cho rõ. Nhiều cô bác anh em mới lên bác. Thưa thật là đó nha, bác cái này là cũng như tôi nói đúng ra là cũng như bác thầy. Bác thầy đó, vậy đó. Sự thật là bác thầy chứ không có nói gì trơn hết rồi. Đã thầy nói mà không biết thì mà thì mình nghe. Tại sao là mình bắt mình không ưa, mình không ưa, mình không thích. Bá gia ai biết thì ưa. Tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ, nó không có nói dư đó, nói vừa đủ đó vậy à, chứ không có dư đó, ít vừa đủ thôi. Nhưng mà tại sao không nghe, dài quá rồi mà rồi tu mấy chục năm nay mà mình không có nghiên cứu tra cứu rồi thì mình phải lắng nghe. Cho nên là phải vậy để kết luận lại, nếu mà mình Phật giáo hòa hảo mà mình bắt thiên cơ đó là mình không phải là Phật giáo hòa hảo, không phải là Phật giáo hòa hảo, mình không biết tu cái đạo gì á. Quý vị, vậy là cái câu mà thầy nói với câu này có phải là cơ không Múc? Thầy nói là tầng ban hậu hẳn tiêu dư động, nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn hoa đô hội lưu dân quyết, dư đảng ngọc giang gấp ma. Là như vậy là thầy viết này mình có quyền nói được không ông Mốt? Rồi như vậy mình có giải ra được không Mốt? Hay là thầy viết để nó coi chơi vậy thôi, mình không có giải thì sao Mốt? Bây giờ ông nói cho rõ cho trong cô bác trên cộng đồng mạng này hiểu luôn. Ở đó trong đó là 8 câu.
Nhưng mà ông rút ra cái câu thứ mấy, cái câu thứ năm. Ừ, tầng ban hậu hận tiên diện động. Cái tầng là cao miên chứ ban là nước. Nước cao miên mình nên giải ra là mình biết đó. Tầng ban hậu hận tiên diện động, cái tầng là cao miên, cái ban là nước, nước cao miên. Cái gọi là tầng ban, cái hậu hận, cái hậu là sau này, cái hận là mối hận sâu đậm, sau này sẽ mang mối hận. Đó, cái tầng ban hậu hận tiên là trước, diêu động là sự thay đổi biến dạng. Tuy là có đi thì có, nhưng mà về là không, không còn gì nữa. Nam quốc lương dân kiến linh xa, chứ nam là hướng nam, chứ quốc là nước, nghĩa rộng là nước Việt Nam. Thì gọi là Nam quốc lương dân, lương là hiền lành, dân là người dân hiền lành, gọi là lương dân. Kiến linh xa chứ kiến là thấy, gặp linh xa là xe thang, linh xa là xe thang. Cái cảnh chết chóc ngoài ra cũng dùng như nghĩa xa vua, nhà vua xuất hiện trên xe. Nếu mà giặc giả chiến tranh, người ta chết chóc quá rồi, Phật phải ra đời. Phật phải ra đời. Thiền lành chừng đó xin dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem Ngọc Đế giữa trời. Định thân thiên hoàng cũng mở, các lân địa hoàng cũng mở, mấy tuần ngục môn mười cửa xin thấy, ghê hồn cho trần coi thử có mại không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị những lòng tà gian. Bây giờ đến lúc xây sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Thưa thằng sẽ biết được gì à, cái câu hỏi trên đây thì tôi xin Úc, bây giờ để cũng xin hỏi ông Úc một cái đề tài rằng mình kết thúc ông Úc. Thì bây giờ như vậy đó, là thầy có nói nhiều chỗ mà hôm nay ông nói rõ cho trên cộng đồng mạng này hiểu, mà thầy nói nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt đó, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Thì bây giờ như vậy tôi thấy chặn rồi là những là bên Thổ Nhĩ Kỳ động đất mà sập chết mấy chục ngàn người, rồi qua tới Syria, rồi bây giờ chiến tranh thế giới. Mà Đức Thầy có nói là lầu đài núi Cấm Lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tổ bài, khuyên dạy dân tình minh độ đức tu hành được thấy cảnh bồng lai. Như vậy là cái này có phải cơ không Út? Rồi bây giờ như vậy là mình có nói được không? Lầu đài núi Cấm nói mà Thầy nói vậy là có không Út? Dạ thưa Đức Thầy nói thì tất nhiên là phải có. Nhưng mà là tại mình không có tra cứu, mình không biết chuyện là mình không nói. Nhưng mà ta biết là ta nói chứ, có gì đâu mà phải cấm cả. Lời Đức Thầy dạy của mình là lời vàng thiên ngọc, chứ mình phải tin cái nào biết thì là thưa là biết, cái nào không thưa thưa là không. Để chi? Để cho mình tu hành tinh tấn cho đến cái ngày gặp thầy gặp tổ, là đến cái hội Long Hoa. Cho nên nghe là Đức Thầy nói điên này vốn thiệt ở núi vàng, thương đời nói rõ việc làm tha, khuyên trong lê thứ mau mau tỉnh, yên trí nghĩ suy biết đá vàng, yên cái trí ở trong rồi nghĩ suy đi rồi biết cái gì, hay là làm cho rồi phận tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ năm non, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân không tu hành thì ác được thảnh thơi, lại xem lượt Phật được trời báo thái. Cho nên Đức Thầy nói trong cái bài Hố Hồ Khoan, Đức Thầy lộ ra nha, Hồ Khoan xử xế mắt khuế chân lương, tự giác thôn hương qua dương, cơ khí lập chí hiền nhân, nên mới có cơn thất sân tiếng nổ. Quy cổ gì kia, cái quy đời cổ là tất nhiên là lập đời cổ, quy đời cổ là lập đời cổ, giết đời kiếp tiền. Nếu mình tu mà mình không tin mấy cái này làm sao tu được cái gì. Cho nên nhớ là hay là lầu đài núi Cấm Lộ nay mai thất tỉnh chúng sanh mới tổ hoài, khuyên dạy dân tình minh đạo đức. Minh là sáng, tu hành được thấy cảnh bồng lai, hay là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đời, chờ đợi con hiền là chờ đợi mình đó. Nói trục cổ đến đời thượng cổ liễu hoàng này. Là chừng nào tiếng sấm nổ vang, thất sơn lộ vẻ đền vàng bảo thai. Quý vị ơi, đời cùng tu gấp kịp thì đặng coi báo ngọc ly kỳ năm non. Đức Thầy nói nhiều chỗ cho mình, để cho mình thất tỉnh, không có còn chạy theo ham muốn cái dòng đời nữa, phải trở về với đạo lý. Như vậy là mới là thiệt là Phật giáo hòa hảo. Nếu không nói tôi là Phật giáo hòa hảo không phải đâu quý vị ơi. Mình nói cái đó nhưng mà nói nó quá lố việc đời, cái việc đạo không trở lại. Theo Phật giáo thì kim chí cổ mà gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lợi của tiền quyền tước. Cha tôi ông bà tôi hòa hảo nghe, êm lắm phải không? Nhưng mà ở trong bụng thì theo danh lợi thôi mà, chứ có hòa hảo nào đâu. Phải không?
Cho nên mấy cái này cẩn thận cái việc tu hành của mình, đức thầy nói thì mình phải ráng mà tìm hiểu để mình nghe, mình tu sẽ đúng, làm cho đúng đúng mới là có mặt được cái đời cho nên đức. Cái đây dạ, kính thưa ông Út, thì chúng tôi nhận xét ông Út cũng nói qua nãy giờ, nhưng mà bây giờ nói chung thì thực tế là nói là đạo Phật và đạo Phật giáo và đạo Phật giáo hảo của chúng ta, thì đây là cái hạnh mình tu theo là Đức Phật Thích Ca và tu theo cái của Đức Quỳnh Giáo Chủ, của Đức Thầy chúng ta. Nhưng mà trước đây đó, thì lúc Đức Phật Thích Ca mà ra đời thì trước đó là kế đó thì có đại tử thứ nhất là của Phật Thích Ca thì ông Ca Diếp. Nhưng mà Ca Diếp là tu cái hạnh Đầu Đà, bây giờ hôm nay có một số á, bây giờ là không có tu theo hạnh Đầu Đà mà còn bê bát mà cái hạnh Đầu Đà như vậy. Nhờ cái như hạnh Đầu Đà là như thế nào, nhờ Mốt giải cho biết không Mốt? Cái mấy người bê bát đó là cái gì? Bởi vì không có biết, không có học. Có học đi chăng nữa, thạc sĩ đồ này kia thì học đó là ở cái việc đời thôi, chứ còn không có trở lại cái việc đạo. Cái việc đạo thì phải hiểu cái việc đạo đó, rồi mới biết cái việc đời. Nếu mà việc đạo không biết thì tất nhiên là thấu đầu tiểu đời đời còn gì nữa. Mình nói có sách thì mách là phải nghe là có chứng, nói ở đâu thì phải rõ là ở đó. Nếu mà cái người mà tu chân rồi đó, người ta nói ở trong cái kinh nào hoặc là ở trong cái sám giảng nào thì mình cũng biết. Mà Đức Thầy nói cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhưng sanh cái hiệp bột đàn hết tình rồi lập nhân hoàng hội qua, khuyên dân chúng gần xa di cạn mà dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp trí cục đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội mà dựng cho rồi một hội thành ba, chớ mong yên thử ẩm hà 10.000 năm lẻ. Cửa nhà đâu con, cái lẽ này chắc quý vị cũng hiểu rồi. Tôi khỏi có nói ra mấy cái này phải không? Mốt là kết thúc đề tài luôn. Bây giờ như vậy, nãy giờ thì ông Út nói quá hay. Bây giờ như vậy là ông Út rốt ráo lại cái nửa đi ông Út. Bây giờ là thầy nói là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ mà kiếp kiếp như thế nào, mà không quá trễ là sao? Bây giờ có thể là mình buông bỏ được chưa? Hay là bây giờ mình còn giữ rồi mai mốt mình có đem theo được cái gì không? Vàng ngọc kim cương tiền bạc có đem theo được không? Bây giờ đem theo mình xài cái gì? Rồi nhờ ông Út mà nói rõ ngay chỗ này luôn Út. Dạ thưa, tu kiếp kiếp nếu không có trễ, tu lẹ, tu mau, tu nhanh đó quý vị à. Bây giờ mình chạy theo cái dòng đời danh lợi tình cái gì đó. Nếu chúng ta muốn buông bỏ thì phải danh lợi với tình phải bỏ. Bây giờ khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đi rồi bỏ danh lợi tình, vậy thì phú hữu tứ hải buông hết ngày đi, phải không? Mà hôm nay ngài đã thành đạo rồi thì tất nhiên là mình ở tu đây đó, mình nằm ở trong cái hình tướng mình muốn giải thoát, có vợ phải không, có con và có tiền có của, nhưng mà mình không ham nữa, không chạy theo danh lợi nữa, mà có bà vợ phải đóng phòng giữ giới, đóng phòng giữ giới nó mới theo Đức Phật Thích Ca mới là giải thoát được. Chứ nếu mà không là thì còn danh lợi tình hoài rồi giải ở chỗ nào đâu được mà giải, phải không? Đó, cho nên phải lẹ lẹ mau mau là tu, phải là tu lẹ đó. Cho nên nghĩa là mình nếu dứt cái này rồi mình mới đi đến cái chỗ vô ngã được. Nếu mà còn á, danh lợi mà tình rồi đó hen, là không bao giờ dứt vô ngã đâu quý vị ơi, không bao giờ dứt ngã đâu. Vẫn còn phiền não, vẫn còn nghĩa là đau khổ, vẫn còn chê bai à. Cho nên cái đề tài này tôi ngắn gọn như vậy. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Út, vừa qua cũng trên 30 phút. Thì bây giờ tất cả những quý cô bác trên cộng đồng thế giới, thì chúng tôi để đây là bàn với luận đặng coi chân lý, chứ chúng tôi thì thật sự là không có dạy ai hết. Thì bây giờ quý vị nào mà hiểu được cái giáo lý của Đức Thầy của chúng tôi thì quý vị có đóng góp vô, chúng tôi xin thành thật biết ơn. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.